chào các bạn. Nay mình mới xuống xã Nam Đà Giang thuộc huyện Đắk Song, Thiên Nông. Đây là một trong những xã nằm trong top giàu, những xã giàu nhất làm nông nghiệp, giàu nhất của ở Việt Nam, được mệnh danh là xã Tỷ Phú. Thì nơi đây vì sao gọi là xã Tỷ Phú và người ta làm gì, trồng cây gì, nuôi con gì mà kinh tế phát triển mà để mệnh danh là xã Tỷ Phú? Thì được biết thì nơi đây người ta chủ yếu là trồng cây tiêu, khí hậu ưu đãi cho một cái khí hậu rất là tốt, ôn hòa để mà phát triển được cái cây tiêu đó. Thì chủ yếu là người ta trồng tiêu là chính, diện tích tiêu rất là nhiều. Đó, trước mặt các bạn là một cây tiêu. Ở đây nhiều gia đình giàu lắm các bạn. Mình chủ yếu là mình quay người ta trồng cây tiêu để mà có phát triển kinh tế thôi. Còn clip sau thì mình sẽ đi trên những con đường, trên trục đường mà hai bên nhà cửa rất là lớn, nhà nào cũng có xe ô tô, con cái ăn học, thậm chí cả du học nước ngoài luôn các bạn. Làm nông dân mà cho con đi du học là không, các bạn biết rồi đấy, không phải là chuyện đơn giản đâu. Có tiền bảo lãnh, tiền ký quỹ ở ngân hàng. Thì thôi, trong giới hạn clip này thì mình chỉ nói là người ta trồng cây gì để mà có cái thu nhập tốt như vậy. Thì trước đây, trong nhiều năm trước đây thì giá tiêu của thế giới thì rất là cao, hơn 100, có những thời điểm mà hơn 200.000 đồng. Nên là nhiều người trồng nhiều diện tích tiêu, nhiều rồi sản lượng đạt, nên là thu nhập cao. Cái thời điểm hiện tại bây giờ mình làm thời điểm này á, thì giá tiêu có 50 mấy đến 60 nghìn thôi. Nên là nông dân người ta không có đầu tư nhiều nữa. Đó, trước mặt các bạn là một cái trụ tiêu trồng trên cây cây hông. Cái này là cây hông trên trụ tươi. Cây hông, đó. Này mình quay buổi trưa nên không có một chú vườn ở đây đó. Mình nói chuyện rồi tương tác rồi nó sẽ hay hơn các bạn. Xã Nam Đà Giang thì thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa tầm 20, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông tầm 25 đến 30 km. Ở đây có một chú trước là giáo viên. Chú ấy ông đại gia ở xã Nam Đà Giang. Chú Khuôn hay là chú Khuân gì đó, cả Việt Nam ai cũng biết ông. Đây nè, đây là một cái trụ tiêu mà trồng trên cây sống này các bạn. Cây hông. Rồi bên cạnh này là tiêu trồng trên trụ tươi, cây gòn này các bạn. Phía trước xa xa kia là tiêu đã thu hoạch rồi. Tiêu này, cái này những năm gần đây giá cả xuống thấp nên người ta không có đầu tư nhiều về phân bón, nên không có thể tiêu này là có thể tiêu sang trước theo hướng hữu cơ đó. Giờ nhiều mô hình sản xuất cái lưỡng cơ. Thì trong clip này thì mình giới hạn làm ở cái mức độ là giới thiệu về cái nông dân ở xã Nam Đà Giang đã trồng cái cây gì mà để có cái thu nhập cao như vậy mà mệnh danh là xã Tỷ Phú. Tiêu đẹp lắm các bạn.
vàng, rất là nhiều trái luôn nè. Thì clip sau thì mình sẽ đi trên trục đường, mình giới thiệu thêm về cái vì sao mà gọi là xã Tuy Phú. Nhà nào cũng có ô tô các bạn, nhà xe đẹp, nhà to bự. Rồi xin nhà mình kết thúc clip ở đây. Nếu các bạn yêu thích thì hãy nhấn subscribe, nhấn đăng ký để xem tiếp những clip tiếp theo. Rồi, xin chào các bạn.